Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2022. Phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, cách làm sáng tạo, hiệu quả của Lào Cai. Mùa săn mây chinh phục cao uy tín thu hút nhiều du khách. Tây Bắc chuyển động, một bản tin hoàn toàn mới về khu vực Tây Bắc do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sản xuất sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 12 tại tỉnh Lai Châu, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khởi công dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, cùng dự có lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, đại diện Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, đại diện Ngân hàng Châu Á tại Việt Nam. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc là dự án quan trọng được đầu tư bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Chính phủ Úc và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư gần 5.340 tỷ đồng. Dự án gồm hai tuyến. Tuyến 1 kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng chiều dài tuyến là 147 km và tuyến 2 nối thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án 2 cần bám sát quyết liệt trong điều hành quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật. Các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái quan tâm chỉ đạo đối với các vấn đề liên quan đến việc giải phóng mặt bằng và mặt bằng thi công xây dựng, đáp ứng tiến độ thi công dự án. Sáng ngày 27 tháng 12, Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2022. Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh ủy 9 tỉnh thuộc Quân khu 2. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai dự hội nghị. Năm 2021, Đảng ủy Quân khu 2 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương, lãnh đạo chỉ đạo và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Quân khu thường xuyên phối hợp với các lực lượng chủ động nghiên cứu, nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác tổ chức diễn tập phương án ở các cấp đã có nhiều đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Lực lượng vũ trang quân khu tích cực chủ động phối hợp với các địa phương, triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp phòng chống và thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Công tác đối ngoại quốc phòng tham gia tích cực, hiệu quả, thực chất. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh khẳng định, Quân khu 2 được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đánh giá là điểm sáng về công tác quân sự quốc phòng năm 2021. Thượng tướng gợi mở những chủ trương giải pháp để Đảng ủy Quân khu 2 nghiên cứu vận dụng, bổ sung vào nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự quốc phòng năm tới đạt hiệu quả cao. Ngày 27 tháng 12, khối thi đua các cơ quan tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc tỉnh ủy. Năm 2021, khối thi đua các cơ quan của tỉnh ủy đã thực hiện tốt các phong trào thi đua khen thưởng gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan thành viên thực hiện tốt nguyên tắc hoạt động, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phát động các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân tham gia các phong trào thi đua. Năm 2022, các đơn vị trong khối thi đua thống nhất tiếp tục đẩy mạnh gắn công tác thi đua khen thưởng với việc hoàn thành các nội dung công tác chuyên môn, chuyên ngành. Phát huy tính chủ động sáng tạo trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tại hội nghị đã khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của khối năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Với vai trò là cầu nối, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm,
thực hiện tốt chức năng tham gia lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, có nhiều đóng góp vào kết quả hoạt động chung của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh. Trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đều đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổng hợp được 120 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh để báo cáo với Quốc hội và chuyển đến các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết. Đồng thời duy trì hiệu quả lịch tiếp công dân với 30 phiên làm việc trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và tăng cường chức năng giám sát. Các ý kiến kiến nghị của nhân dân thì đã được cán bộ các ngành giải quyết để hợp lý, tình hình trật tự an ninh của thôn bản thì cũng ổn định và bà con thì cũng an tâm sản xuất. Có một đoàn công tác tới đây đã cho được các gia đình sửa chữa cái 22 mét vuông nhà. Hiện nay là đã cứng cáp, ổn định, không sợ mưa gió. Tại các phiên thảo luận của kỳ họp Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tập trung nghiên cứu thảo luận, có nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, đóng góp vào các dự án luật để trình Quốc hội, đặc biệt là các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế trước tác động của dịch bệnh COVID-19. Tôi cũng rất là mong muốn là chính phủ cũng đã có những cái, thứ nhất là phải có kịch bản cụ thể, và có chiến lược vaccine cụ thể để làm sao mà tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh bao phủ vaccine cho nhóm yếu thế là đồng bào dân tộc miền núi cũng như là trẻ em. Cùng với thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Năm 2021, đoàn đã huy động xã hội hóa, trao tặng 50 máy tính, trang bị phòng học tin cho học sinh vùng khó khăn của các huyện Bắc Hà và Mường Khương, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đoàn đại biểu Quốc hội cũng tham gia tích cực các hoạt động của tỉnh, tham gia các cuộc họp do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, rồi là các cấp các ngành tổ chức, với mục tiêu đặt ra của ban chấp hành đảng bộ tỉnh là phát triển Lào Cai đến 2030 là tỉnh phát triển khá, và 2045 là tỉnh phát triển của cả nước. Thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội trên nhiều lĩnh vực, khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới thành công. Theo tiểu ban truyền thông, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh tỉnh, tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 12, Lào Cai ghi nhận thêm 19 ca mắc mới COVID-19. Trong đó 7 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc. Có 2 người tại phường Sapa, thị xã Sapa, 4 người tại xã Tả Chải, huyện Bắc Hà và 1 người tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Các ca bệnh tại Sapa, Bắc Hà chưa xác định được nguồn lây. Hiện đang tiếp tục điều tra truy vết những trường hợp tiếp xúc. Trong 12 trường hợp còn lại, có 5 người là F1 của các bệnh nhân đã được công bố trước đó và 7 trường hợp về từ ngoài tỉnh. Tất cả đều đã được quản lý cách ly, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Hiện tất cả các bệnh nhân đã được chuyển về bệnh viện dã chiến số 1 để cách ly điều trị. Bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ, đặc biệt là những người không thể tự di chuyển được. Đây là nội dung công điện số 1815 vừa được Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ ngành địa phương. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao, thành lập các tổ tiêm vaccine, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vaccine lưu động ngay tại nhà cho nhóm đối tượng này. Hiện dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát, nhưng số ca bệnh mới có xu hướng tăng, số bệnh nhân nặng và tử vong ở một số địa phương chưa giảm, chủ yếu rơi vào nhóm nguy cơ cao, chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, công điện cũng yêu cầu Bộ Y tế cần đảm bảo phân bổ kịp thời đầy đủ vaccine cho các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị COVID-19 trên tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nhằm tăng tốc độ bao phủ vaccine trong cộng đồng, bắt đầu từ ngày 27 tháng 12, cùng với việc triển khai tiêm mũi 1, 2, tỉnh Lào Cai cũng đồng loạt triển khai tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung mũi 3 phòng COVID-19 cho các đối tượng có đủ điều kiện. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân. Tại điểm tiêm nhà văn hóa phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, từ 7 giờ sáng đã có rất nhiều người dân đến tiêm mũi 3 phòng COVID-19. Tại chiến dịch tiêm lần này, thành phố Lào Cai triển khai 10 điểm tiêm tại các phường trọng điểm. Dự kiến dịp này sẽ có khoảng 40.000 người dân của thành phố sẽ được tiêm nhắc mũi 3 phòng COVID-19.
Tôi rất phấn khởi là tôi đã được tiêm mũi 3. Sau khi tiêm mũi 3 thì tôi cảm thấy rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Đặc biệt là cái đội ngũ y bác sĩ chuẩn bị cho cái cơ sở vật chất làm rất là nhanh chóng, thuận tiện. Còn tại huyện Mường Khương, mở đầu chiến dịch, ngành y tế chỉ tổ chức một điểm tiêm duy nhất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do triển khai song song cùng với việc tiêm vét mũi 1 và mũi 2 vaccine phòng COVID-19, nên ngành y tế địa phương đã sắp xếp hợp lý, đảm bảo đủ nhân lực, vật lực và các điều kiện để tổ chức tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại được an toàn. Đối tượng tiêm khoảng tầm hơn 30.000 từ nay cho đến 31 tháng 12. Có vaccine về thì chúng tôi sẽ tổ chức tiêm đồng loạt cho nhân dân trên địa bàn. Ngoài cái việc cán bộ chiến sĩ hưởng ứng tiêm thì chúng tôi trực tiếp là trong công tác là tuyên truyền vận động bà con tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh COVID để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và cũng như là trong cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn huyện. Tùy điều kiện cụ thể, các địa phương sẽ tổ chức chiến dịch tiêm tại các cơ sở tiêm chủng cố định hoặc lưu động. Người dân thuộc địa phương nào thì tiêm tại các điểm tiêm của địa phương đó, trừ người lao động tại các khu công nghiệp, học sinh các trường học ngoài tỉnh hoặc huyện có thể tiêm tại nơi làm việc và học tập. Để đảm bảo tiến độ đề ra, các xã phường thị trấn sẽ triển khai sớm và kết thúc muộn để tạo thuận lợi cho nhân dân đến tiêm, tổ chức tiêm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Trong 3 ngày cuối tuần, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12, khu du lịch Sapa đã có hơn 9,5 nghìn lượt du khách đón Giáng sinh và trải nghiệm thiên đường tuyết rơi. Với phương châm an toàn, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh, công tác phòng chống dịch đã được thị xã Sapa chú trọng và đẩy mạnh. Trong những ngày này, thời tiết tại thị xã Sapa trời mưa, nhiệt độ xuống thấp. Nhưng đối với những bạn trẻ, đây là những trải nghiệm vô cùng thú vị khi vừa được trải nghiệm thiên đường tuyết rơi, vừa được ngắm hoa anh đào nở rộ. Họ cũng yên tâm hơn khi công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được chú trọng. Trên này thời tiết là rất đẹp và quang cảnh rồi trong cái lễ hội tuyết của Sapa thì bọn em cũng đã trải qua đi khám phá và đi. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc và đẩy mạnh các cái biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là công tác tuyên truyền cho du khách và nhân dân để nhân dân cũng nắm được và tự biết bảo vệ mình. Thời gian tới, khu du lịch Sapa sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp vừa phát triển kinh tế du lịch, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội tại địa phương, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, đến với vùng cao Bát Sát như Y Tý, A Lù vào khoảng thời gian từ khoảng tháng 11 năm trước cho đến tháng 3 năm sau, du khách sẽ được chiêm ngưỡng quang cảnh các bản làng ẩn hiện trong mây. Những ngày này, vẻ đẹp huyền ảo của những biển mây ấy đang thu hút du khách đến leo núi tham quan ngắm cảnh. Vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội để đến với vùng cao Y Tý, chị Nguyễn Thị Hậu mong muốn mình sẽ may mắn được chiêm ngưỡng những biển mây huyền ảo ở đỉnh Lào Thần. Dù thời tiết không được thuận lợi, trời có mưa, giá rét, nhưng chị Hậu vẫn tin kỳ nghỉ cuối năm của mình sẽ rất ý nghĩa. Tôi cảm giác có một cái trải nghiệm lạ và thú vị, không gian thiên nhiên, có sương mù, rồi có tiếng rừng. Mình đã từng đi săn mây ở một vài nơi và mây ở Y Tý, mình theo như quan điểm của mình thì mây ở Y Tý là mây đẹp, có biển mây đẹp nhất. Y Tý những ngày này, nhiều homestay đã kín phòng đặt chỗ trước cho dịp Tết dương lịch. Và cùng với trải nghiệm làng bản, đón năm mới cùng đồng bào nơi đây, nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ đặt mục tiêu chinh phục những đỉnh cao để săn mây, hay may mắn hơn là được chiêm ngưỡng băng tuyết, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đặc biệt ở vùng cao của Lào Cai. Cái đẹp nhất của Y Tý mà mình hay gọi vui là biển mây của Đại Ngàn, tức là Y Tý nổi tiếng về biển mây và tuyết, đó là một cái điểm đặc biệt nhất của Y Tý. Thật ra đợt này lên là cũng nghe tin là Y Tý chuẩn bị rơi tuyết, cho nên mà mình dắt một số bạn khách ở Hà Nội và các tỉnh thành trong nước lên để biết đâu đó duyên phận nhìn được tuyết. Khách du lịch bắt đầu quay trở lại là tín hiệu vui cho du lịch Y Tý sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Các cơ sở lưu trú đang khẩn trương chỉnh trang lại cơ sở vật chất, còn chính quyền địa phương cũng chủ động các phương án để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo các hoạt động du lịch được diễn ra an toàn. Y Tý đã triển khai cho công an coi như là trực hai cái chốt, một cái chốt ở Phành Hồ, một cái chốt ở Nhị Cổ Sa,
Về cái số lượng khách lên vào thì cũng là khai báo tẩy hai chốt để cho đảm bảo cái số mà ra vào đến địa bàn xã Y Tý. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng xã Y Tý vẫn đón trên 22.000 lượt du khách tới tham quan trải nghiệm, tăng hơn 4.000 lượt so với năm 2020. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 31 tỷ đồng. Những con số này phần nào cho thấy được sức hấp dẫn của vùng cao Mây Trắng. Và đây cũng là điểm tựa để người dân Bát Sát thêm vững tin vào làm du lịch, quyết tâm mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ ở điểm đến an toàn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo bước chuyển căn bản trong công tác giảm nghèo của 10 xã thuộc diện nghèo nhất của tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành quyết định 148 về việc phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Một trong những nội dung quan trọng của quyết định này chính là gắn trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể. Với tinh thần, người dân hết nghèo, xã thoát nghèo thì lãnh đạo mới hoàn thành nhiệm vụ. Dìn Chin là một trong những xã thuộc diện nghèo nhất của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay lên tới 69,71%. Thu nhập đầu người mỗi năm chỉ xấp xỉ 20 triệu đồng. Từ đây, bà con nhân dân đã có sự đổi thay trong cách thức làm ăn. Nhiều hộ nghèo như chị Hoàng Thị Lèn đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích ngô kém hiệu quả sang trồng chè. Trong đó, vốn, cây giống và cả kỹ thuật trồng đều được hỗ trợ. Gia đình chỉ bỏ công chăm sóc. Trồng một năm thì kiểu mình chăm sóc thì được nhiều năm. Có hy vọng là trồng chè để thoát nghèo ấy. Tất cả ở những khu kia thì người ta trồng cũng kinh tế cũng cao. Trên cơ sở xác định những khó khăn của Dìn Chin, tỉnh ủy đã phân công đồng chí Giang Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trực tiếp giúp đỡ, chỉ đạo công tác triển khai. Vốn là đồng bào dân tộc thiểu số lại kinh qua nhiều vị trí công tác ở địa phương, nên đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm rất rõ những khó khăn hạn chế phát sinh cần tháo gỡ để Dìn Chin vươn lên. Với cái trách nhiệm khi mà được giao thì chúng tôi thấy rằng là mình phải phát huy hết cái vai trò trách nhiệm của mình. Đồng thời khi mà được giao rồi thì mình phải tìm tòi những cái giải pháp cùng với các cái ngành và các địa phương và tìm tòi cái giải pháp để làm sao mà khi mình đã được phân công, mình đã được giao nhiệm vụ thì mình phải làm để hoàn thành cái trách nhiệm của mình. Và nếu mà không có cái thay đổi tại địa phương thì như thế là như thế mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến tận nơi, những cái nơi thôn bản cũng như là các cái cơ quan nhà trường, chỗ nào khó khăn thì ta đã trực tiếp đến và khảo sát đánh giá. Và qua đó thì cũng đã có cái chủ trương đầu tư. Trước đây thì xã đề xuất huyện, huyện đề xuất tỉnh. Còn thời gian này thì xã có thể đề bạc và có ý kiến đề xuất trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Theo quyết định của tỉnh ủy Lào Cai, việc bố trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh giúp các xã như Dìn Chin thoát nghèo đã mang lại nhiều kết quả có ý nghĩa. Việc này không chỉ giúp cán bộ rèn luyện trong thực tiễn, gắn bó với cơ sở, với nhân dân, mà còn phát huy được trách nhiệm của cá nhân trong tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, yếu kém, khó khăn ở địa phương. Các đồng chí trong thường trực giúp đỡ thì không phải chỉ có chỉ đạo giúp đỡ tại xã, mà chỉ đạo để cả tất cả các cấp, các ngành đều triển khai thực hiện, mang tính kết luận. Đây cũng là một cái những cơ hội tốt để cán bộ thể hiện khẳng định được mình trên tinh thần là dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Một con đường mới đang được nâng cấp kết nối cụm xã Dìn Chin, Tà Gia Khâu với huyện. Cùng với cách làm mới trong phát triển kinh tế thì sự vào cuộc trách nhiệm của những người đứng đầu đang mang đến nhiều kỳ vọng về sự đổi thay ở những mảnh đất khó khăn của Lào Cai. Tiếp theo chương trình, Tây Bắc chuyển động, chương trình mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trung Quốc thúc đẩy thông điệp xanh bảo vệ môi trường tại Olympic mùa đông. Lực lượng quản lý thị trường huyện Bát Sát vừa tổ chức kiểm tra mặt hàng thuốc tân dược nhập lậu tại các phiên chợ vùng cao, khu vực nông thôn, thu giữ số hàng hóa trị giá trên 8 triệu đồng. Ngày 25 và 26 tháng 12, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bát Sát đã tiến hành kiểm tra việc mua bán trao đổi hàng hóa tại các chợ phiên trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung kiểm tra nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đối với các mặt hàng đóng gói sẵn, mỹ phẩm, dược phẩm. Qua kiểm tra tại chợ phiên Y Tý Mường Hùng, đoàn đã phát hiện một số tiểu thương kinh doanh hàng tạp hóa nhỏ lẻ có bày bán một số mặt hàng thuốc tân dược nhập lậu.
đoàn đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng trị giá trên 8 triệu đồng và lập biên bản xử phạt người vi phạm với tổng số tiền 4 triệu 500 nghìn đồng. Toàn bộ số hàng này đã bị tiêu hủy trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Giải cầu lông bóng bàn bóng chuyền hơi của các khối thi đua năm 2021 đã khép lại vào ngày 26 tháng 12. Về tổng thể giải được đánh giá là thành công, song vẫn để lại những băn khoăn với các đoàn tham dự bởi sự xuống cấp của công trình nhà thi đấu tỉnh. Thời điểm ở giữa hiệp 2, trận bán kết 1 lứa tuổi 46 đến 50 bộ môn cầu lông phải tạm hoãn khi trời đột ngột mưa to. Hơn nửa giờ sau, trận đấu mới được tiếp tục trở lại. Mưa dột nhiều chỗ, mặt sàn trơn trượt. Dù cố gắng khắc phục nhưng các trận đấu khác đều phải di chuyển sang sân của trung tâm huấn luyện thi đấu để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sân thi đấu này cũng còn nhiều hạn chế khi không có chỗ ngồi cho khán giả, ánh sáng yếu. Để các giải đấu thể thao đạt được chất lượng chuyên môn đề ra, việc cải tạo nâng cấp các công trình thi đấu này là rất cần thiết. Thời tiết hai ngày qua tại Lào Cai liên tục giảm sâu. Nhiều địa phương vùng cao đã có mưa tuyết, băng giá. Vì vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi. Thời tiết Lào Cai đang có diễn biến phức tạp. Trời có mưa, tuy đã giảm về diện và lượng. Trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu so với ngày hôm trước. Và vào ngày hôm qua thì tại đỉnh Phan Xipang còn xuất hiện hiện tượng tuyết rơi. Đêm về sáng ngày 27 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong khi đó vùng hội tụ trên cao suy yếu, khiến mưa ở các địa phương của Lào Cai giảm hẳn cả về diện và lượng. Hồi 7 giờ ngày 27 tháng 12, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như thành phố Lào Cai là 14,2 độ C, thị trấn Bắc Hà 11,5 độ C, Sapa rét nhất 7,4 độ C, Mường Khương ở mức 10 độ C. Dù nhiệt độ giảm sâu, song đợt mưa hai ngày qua đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho hoa màu và cây trồng các loại. Các ao hồ chứa thủy lợi, hồ thủy điện cũng tích thêm được một lượng nước lớn, nguy cơ cháy rừng giảm hẳn. Tuy nhiên, bà con nông dân vẫn cần chủ động các biện pháp để phòng tránh những diễn biến tiêu cực của thời tiết như băng giá, sương muối, rét đậm, rét hại cho cây non và vật nuôi. Có các biện pháp giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng của các chương trình đáp ứng nhu cầu của khán thính giả trong và ngoài tỉnh, ngày 1 tháng 1 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ cho ra mắt chương trình mới Tây Bắc Chuyển động. Đây là một trong rất nhiều những chương trình mới của đài trong năm 2022. Trong những năm qua, khu vực Tây Bắc đang có những bước phát triển toàn diện cả về kinh tế xã hội cũng như quốc phòng an ninh. Đặc biệt các chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi kinh tế nông lâm nghiệp nông thôn. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ chính thức ra mắt chuyên mục mới Tây Bắc Chuyển động. Và chúng tôi rất hy vọng rằng thông qua chương trình sẽ đem đến cho khán thính giả nhìn nhận được vị trí vai trò của tỉnh Lào Cai trong khu vực Tây Bắc, cũng như là đem đến cho khán thính giả những thông tin về cái hay, cái đẹp, sự tiến bộ của các địa phương trong khu vực Tây Bắc để chúng ta có thể tham khảo trong quá trình thực hiện. Và vì vậy, chúng tôi rất kỳ vọng Tây Bắc Chuyển động sẽ là món ăn tinh thần hấp dẫn và có giá trị với khán thính giả. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và hình thức thể hiện, được phát sóng hàng ngày với nhiều tin bài phong phú, phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và đời sống của hàng triệu bà con nhân dân các dân tộc khu vực Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả những thông tin mới, những trải nghiệm, khám phá văn hóa bản địa của các vùng miền một cách sinh động và phong phú. Ngay từ cái tên của chương trình đã hàm chứa rất là nhiều cái nội dung trong đó, phản ánh đa chiều các mặt đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội của đồng bào nhân dân các dân tộc Tây Bắc nói chung và các địa phương trong vùng Tây Bắc nói riêng. Có lẽ đây cũng là một cơ hội nhưng mà cũng có thể nói là áp lực với phát thanh viên vì nó là một cái chương trình hợp tác. Và nó lại là trong khu vực nữa, dù là cái văn hóa và cái sự tương đồng giữa văn hóa bản sắc rồi cái sự phát triển của các tỉnh thì nó cũng có cái sự đồng đều và nó cũng có cái sự gần gũi nhau. Cùng với chương trình Tây Bắc Chuyển động, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng ra mắt nhiều chương trình mới bám sát các sự kiện vấn đề nổi bật trong và ngoài tỉnh, giúp truyền tải thông tin sinh động hấp dẫn, sát thực với đời sống, tạo ra món ăn tinh thần không thể thiếu cho quý khán giả.
Chuyển sang những thông tin quốc tế. Nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận để giải quyết những diễn biến căng thẳng tại Ukraine hiện nay, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã đề nghị tiến hành cuộc họp Hội đồng Nga-NATO vào tháng 1 năm 2022. Nguồn tin từ NATO cho biết, Liên minh quân sự này đang đàm phán với Nga về việc sẽ tiến hành cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO vào ngày 12 tháng 1 năm 2022. Trong thời điểm các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ tiến hành phiên họp của Ủy ban quân sự NATO vào ngày 12 và 13 tháng 1 năm 2022. Ý tưởng về việc tổ chức họp này được đưa ra hồi đầu tuần, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây đang căng thẳng vì những động thái gần đây ở khu vực Đông Âu, nhất là ở biên giới giữa Nga và Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga xác nhận đã nhận được đề nghị họp của NATO và sẵn sàng đối thoại trực tiếp trong những vấn đề liên quan đến việc NATO mở rộng hoạt động về phía Đông và triển khai vũ khí tới gần biên giới Nga. Thế giới đã trải qua thêm một mùa Giáng sinh trầm lắng trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan mạnh. Đây còn là thời điểm người dân các nước đang chuẩn bị bước sang năm mới 2022, cũng là năm thứ ba ứng phó với COVID-19 với nhiều thách thức. Hàng dài người xếp hàng ở New York để chờ đợi được xét nghiệm COVID-19. Bộ kit xét nghiệm gần như cháy hàng và rất khó mua. Tâm lý người dân lo ngại khi số ca nhiễm Omicron tại đây đang tăng lên từng ngày. Tôi không mua được bộ xét nghiệm tại nhà nên buộc phải đến đây xếp hàng. Tôi đứng được hơn một giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa tới lượt. Omicron khiến cho con đường chiến đấu với dịch bệnh kéo dài và khó khăn hơn. Thế nhưng với kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh và việc đẩy nhanh công tác nghiên cứu phát triển thuốc điều trị, vaccine và tinh thần cảnh giác cao độ của người dân sẽ giúp thế giới sớm vượt qua được cơn ác mộng này. Nhằm đón chào năm mới 2022 và lễ Giáng sinh theo Chính thống giáo, thủ đô Moscow của Nga đã được trang hoàng lộng lẫy với hàng nghìn chiếc đèn rực rỡ sắc màu tại khu vực trung tâm thành phố. Sự kiện lễ hội thường niên đón chào lễ Giáng sinh theo Chính thống giáo tại Nga cũng đã được nối lại sau một năm tạm hoãn do dịch COVID-19. Sự kiện có tên gọi Hành trình tới Giáng sinh này sẽ diễn ra tại gần 30 địa điểm ở thủ đô Moscow, trong đó có cả quảng trường đỏ. Hơn 4.000 chiếc đèn với đủ loại màu sắc và chủng loại đã được lắp đặt tại những tuyến phố lớn, địa điểm công cộng để đón chào dịp lễ hội sắp tới. Tại Nga, người dân ăn mừng Giáng sinh theo Chính thống giáo và được tổ chức đúng 13 ngày sau lễ Giáng sinh thường thấy tại nhiều nước khác. Giáng sinh năm nay tại Nga diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khi nước này ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Olympic mùa đông là cơ hội để Trung Quốc thúc đẩy thông điệp xanh thông qua cải thiện chất lượng không khí, vốn là vấn đề nhức nhối khi tình trạng ô nhiễm khói bụi thời gian qua gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức hút của sự kiện này. Thời gian qua, Trung Quốc đã nỗ lực trồng hàng nghìn hecta cây xanh ở thủ đô Bắc Kinh và các vùng lân cận tỉnh Hà Bắc, nơi diễn ra Olympic mùa đông, xây dựng các trang trại điện mặt trời và phong điện, đồng thời di rời hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp. Tại Trương Gia Khẩu, nơi tổ chức các sự kiện trượt tuyết, một số vận động viên chuyên nghiệp cho biết đã cảm nhận được sự khác biệt khi bầu trời xanh hơn và không bắt gặp tình trạng viêm mũi dị ứng. Trong khi đó, Ban tổ chức Olympic cho biết 26 điểm tổ chức các môn thi đấu ở Bắc Kinh và Hà Bắc sẽ được cung cấp 100% năng lượng tái tạo. Hơn 700 phương tiện chạy bằng nhiên liệu hydro cũng sẽ được triển khai. Ngoài ra, ban tổ chức cũng tuyên bố sẽ không tăng áp lực đối với nguồn nước tại địa phương bằng cách xây dựng bồn trữ nước từ trên núi, đồng thời sử dụng tái sử dụng tài nguyên một cách hợp lý. Theo các báo cáo bồi thường bảo hiểm, một tổ chức cứu trợ của Anh cho biết, chỉ tính riêng 10 thảm họa thiên nhiên trong năm nay đã khiến thế giới thiệt hại hơn 170 tỷ đô la Mỹ, tăng 20 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Mức thiệt hại do thảm họa thiên nhiên tăng lên phản ánh tác động của tình trạng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, 10 thảm họa nghiêm trọng nhất trong năm 2021 đã khiến ít nhất 1.075 người thiệt mạng và hơn 1,3 triệu người mất nhà cửa. Trong số đó, bão Ida là thảm họa gây thiệt hại nặng nề nhất về vật chất, khi gây ra những tổn thất ước tính lên đến 65 tỷ đô la Mỹ khi quét qua miền đông nước Mỹ hồi cuối tháng 8. Trong khi đó, tình trạng lũ lụt tồi tệ ở Đức và Bỉ hồi tháng 7 năm nay đã gây thiệt hại khoảng 43 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo cũng cho biết, mức đánh giá thiệt hại do thảm họa thiên nhiên chủ yếu ở các nước phát triển do cơ sở hạ tầng được bảo hiểm tốt hơn, trong khi thiệt hại kinh tế ở các nước nghèo hơn thường khó tính toán được. Mặc dù mới bén duyên với đất thành phố, nhưng những vườn cam Vinh, cam V2 và cam canh chữ quả đã mang lại niềm hy vọng lớn cho người nông dân, đồng thời làm cho nhiều góc vườn ở các thôn, xóm đẹp hơn, tràn đầy sức sống. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp của mùa trái ngọt trên đất thành phố. Tới đây chương trình thời sự cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 27 ngày 28 tháng 12 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, trời rét hại đến rét hại nặng, nhiệt độ từ 6 đến 11 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại nặng, nhiệt độ từ 4 đến 7 độ, độ ẩm trung bình trên 95%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 6 đến 11 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước. Đêm 27 ngày 28 tháng 12 năm 2021, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ.